Đây, các cầu thủ chờ Seven F và Văn Trung. Trận tranh chung kết giải bóng đá mini cúp Minh Nhật mở rộng lần 2 năm 2019 chúng ta được bắt đầu. Phương Thịnh một pha lên bóng đầu tiên của số 9. FC Minh Nhật. Đó là một nam. Đó là số Văn Trung. Cười. Bắt đầu với những pha tấn công của các cầu thủ Minh Nhân FC. Vừa rồi là số 9 Hoàng Nam đã có một pha dứt điểm bằng mũi giày khá là nguy hiểm. Một cơ hội nữa cho Hoàng Nam. Hiện tại thì Văn Huy đang phục vụ trong đội tuyển Seven FC, anh cũng đã có mặt để cùng với các đồng đội. Mạnh Nhẫn, vẫn là Mạnh Nhẫn phản công cho các cầu thủ Minh Nhân FC. Lâm Đỗ Đình Quang cười vào số 10, bên phía FC Minh Nhân đã lập công và đón nhận phần thưởng của ban huấn luyện. Cầu thủ mang áo số 10 bên phía FC Minh Nhân đã mở tỷ số trên trận đấu ngày hôm nay 1-0, tạm thời nghiêng về các cầu thủ FC Minh Nhân. Văn Trung, cơ hội cắt vào Vida. Và giờ đây chúng ta nhận thấy cầu thủ mang áo số 5 Văn Cáp với biệt danh là Capravilla đã vào sân. Anh đang chơi ở vị trí là cánh phải. Cơ hội nữa cho Hoàng Nam. Hoàng Nam vắng cắt. Một pha nhắm bóng cho Tuấn Vinh. Capravilla. Một pha xử lý bóng rất chính xác của Văn Cáp. Các đội bóng của chúng ta, hai đội đang nằm trong tư thế ăn miếng trả miếng với nhau. Tuy nhiên tỷ số đang gọi cho Thịnh Messi. Một pha dứt điểm và lỗi rất nguy hiểm của cầu thủ áo số 12 Phước Thịnh. Vừa rồi thì Thịnh Messi đã có một pha ăn xuống rất nguy hiểm, bóng đã bật vào cục dọc khung thành FC Chợ Sân. Và phải nói rằng chỉ có cột dọc mới có thể cảm. Bàn thắng thứ hai của các cầu thủ FC Minh Nhân. Pha lập công là của cầu thủ mang áo số 9 Tuấn Vinh. Xin lỗi, số 8. Tỷ số tạm bảo đá biên cho các cầu thủ FC Minh Nhân. Phản công cho FC Minh Nhân, cơ hội cho Tuấn Vinh. Hiệp thi đấu thứ nhất đã khép lại với tỷ số tạm thời là 2-0. Nghiêng về các cầu thủ FC Minh Nhân với hai pha lập công của cầu thủ áo số 10. Và pha lập công thứ hai là của cầu thủ áo số 8, đó chính là Tuấn Vinh. Cầu thứ hai trong trang phục áo vàng bảo vệ khung thành bên tay trái bàn ban tổ chức, đó là Chelsea FC.
Và bên kia trong màu áo trắng đó là FC Minh Nhân. Hiệp thi đấu thứ hai đã bắt đầu. Bóng đang được kiểm soát bởi các cầu thủ chờ Semen FC. Văn Nghĩa, ông chủ của My Spa FC, đã gửi tặng cho cầu thủ đầu tiên của FC Minh Nhân ghi bàn với số tiền là 2 triệu đồng. Một lần nữa xin được nhắc lại là ông chủ của My Spa FC sẽ treo thưởng số tiền 2 triệu đồng cho cầu thủ, các cầu thủ bên phía FC Minh Nhân với bàn thắng thứ 3. Văn Trung, Capdevila, vẫn là Capdevila. Văn Huy, ở trong hiệp thi đấu thứ nhất thì chúng ta nhận thấy Capdevila. Cúi, đó là pha băng xuống của Văn Huy. Một lần nữa Văn Huy làm thoát tim các cầu thủ FC Minh Nhân. Chắc rằng trận đấu để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng tất cả quý vị khán giả đã có mặt trên sân ngày hôm nay. Capdevila, Thiện Quang đã cướp được bóng. Vũ Toàn đang xử lý bóng. Quang ơi, cười. Và ngay lập tức là một pha sút xa của Quốc Toàn. Capdevila, cơ hội được trao cho Capdevila. Không kịp rồi. Và như vậy là cầu thủ Văn Nghĩa một. Chí Khang, Văn Nghĩa. Wow! Và như vậy là cầu thủ mang áo số 4 Quốc Việt đã lập công. Bàn thắng thứ 3 của các cầu thủ FC Minh Nhân. Và với bàn thắng thứ 3 này thì cầu thủ mang áo số 4 Lê Quốc Việt sẽ được nhận phần treo thưởng của ông chủ My Spa FC. Và Văn Huy, Văn Nghĩa rất xứng đáng với sự nỗ lực của số 8 Văn Nghĩa. Phải nói là một cầu thủ rất chất lượng bên phía chờ Seven FC. Anh cũng đã có bàn thắng đầu tiên cho chờ Seven FC trong trận đấu ngày hôm nay. Anh cùng với các đồng đội của mình tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Văn Nghĩa, Văn Huy, cối, đó là pha băng. Với việc đối đầu với các tên tuổi trong làng bóng đá phổi tại Sài Gòn, đó là Capdevila, đó là Thịnh Messi, đó là Tuấn Dinh, thì các cầu thủ FC chờ Seben ngày hôm nay họ cũng đã làm việc rất nỗ lực, họ rất tự tin trong những pha bóng của mình. Tuy nhiên thì cũng còn không phải là nhiều. Thế nhưng nỗ lực vẫn là nỗ lực. Cơ hội cho Thịnh Messi. Một lần nữa Thịnh Messi đã lập công. Cầu thủ mang áo số 12 bên phía FC Minh Nhân đã lập công, nâng tỷ số lên 4-1 cho các cầu thủ FC Minh Nhân. Quốc Toàn, Thiện Quang. Và trọng tài xác định là bóng đã chạm tay Tuấn Dinh. Và như vậy là trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Một cơ hội rút ngắn tỷ số cho các cầu thủ Benty, đó là số 3 Mạnh Nhẫn. Mạnh Nhẫn đã lập công cho các cầu thủ chờ Seven FC. Tỷ số là 4-2 cho các cầu thủ FC Minh Nhân. 6 bàn thắng trong trận tranh cúp vô địch năm nay. Đó là FC Hoàng Nam. Tuấn Dinh. Hoàng Nam.
Quang ơi, không thành công. Lỗi của số 12, một pha dứt điểm của số 10 Chí Khang. Thịnh Messi, một pha phạm lỗi của các cầu thủ và đá phạt này có thể là Hoàng Nam sẽ là người thực hiện. Vâng, đó là Hoàng Nam. Mở đường truyền cho Tuấn Dinh, phản công nhanh. Các cầu thủ FC cho Seven. Pha xử lý vừa rồi là của cầu thủ số 3 Mạnh Nhẫn. Cáp Đà Villa. Không thể thoát. Và như vậy là tiếng còi mãn cuộc của trận đấu đã khép lại. Chiến thắng thuộc về các cầu thủ FC Minh Nhân với tỷ số 4-2. Và đây cũng chính là tiếng còi mãn cuộc của giải đấu chúng ta năm nay. Cũng chính là tiếng còi khép lại một sân chơi bổ ích. Đội tăng vô địch cúp bóng đá mini Minh Nhân lần 2 2019.